Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư Linh Đan Anh Ly, 9145 Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888 880 -8345. Chào lại với cà phê sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị thì uh, bão Yagi đã càn quét qua Philippines rồi vào miền Bắc Việt Nam, rồi sau đó qua Trung Quốc và bây giờ đang hướng tới là Myanmar. Uh, trong những ngày vừa qua ở uh, Myanmar cho biết rằng là đã có hơn 113 người chết, uh, những người mất tích và những người bị thương, những con số đang được cập nhật vì cái bão này đang tàn phá uh, đất nước Myanmar. À, họ cho biết rằng là hơn 65.000 căn nhà đã bị bão làm thiệt hại năm ngôi chùa những cái nhà máy điện vân vân ở Myanmar đã bị thiệt hại đã bị những cái thảm họa gây ra và đặc biệt nhất là ở miền trung Myanmar nơi mà có nhiều sông hồ suối những nơi đó vì mưa nhiều quá cho nên lượng nước nó tuôn xuống và nó làm cho ở đó vùng núi mà cho nên từ trên cao nó chạy xuống nó sẽ mang theo đất đá bùn cũng như là đất lở đã làm cho những cái thiệt hại nó xảy ra lớn hơn. Hiện tại thì chính quyền Myanmar đang là dựng lên khoảng 82 nơi cư trú tạm thời cho những người dân bị mất nhà rồi mất điện. À, họ nói rằng là nhiều miền đang bị mất điện, mất sóng internet, mất luôn sóng điện thoại di động nữa. Cho nên cái việc mà tiếp cận được những cái nơi mà đang bị thảm họa như vậy đã rất là khó khăn. Đường phố thì đi không được và không có cách để liên lạc với những cái nơi đó nữa cho nên họ đang tìm cách để cứu những cái người mà gọi là những người mà làm trong cái nhiệm vụ là cứu nạn đó thì đang nỗ lực đi tìm kiếm những người mất tích những người bị chết vì cái cơn bão này cũng như là những người bị thương để họ cấp cứu Myanmar cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế nên hỗ trợ khẩn cấp cho Myanmar trong cái đợt mưa giang cái bão giang ghi này đó thưa với vị thường nó trước đây đó Myanmar không có bao giờ mà kêu gọi nhận cái hàng viện trợ của quốc tế dạ. nhưng mà lần này thì lại khác lần này thì họ lên tiếng kêu gọi là Quốc động động quốc tế nên giúp đỡ cho Myanmar trong cái trường hợp bị thiên tai như thế này ờ, trong mấy ngày vừa qua thì ở Việt Nam cũng đang chống chọi ừ. với lại cái những cái gọi là hậu quả, hậu quả sau rồi. khi mà thiên tai nó đã diễn ra rất là nhiều cái trường hợp rồi vỡ khóc vỡ cười chuyện buồn cũng có mà những cái chuyện mà gọi là drama hiện nay đang vẫn đang diễn ra trong có những cái người mà làm trong cái công tác gọi là thiện nguyện khi mà làm từ thiện để mà đưa đến những cái chăn cái mền cái gối những cái gói mì mì gói thưa quý vị hoặc là những cái cây bánh tét bánh chưng này nọ đến những cái người ở cái vùng bị lũ đó thì nhiều cái chuyện nó xảy ra nó trong cái chuyện mà người ta đi làm thiện nguyện thì đó là cái tấm lòng của những cái nhà hậu tâm Nhưng mà đôi lúc thì cũng có những người trục lợi vào trong vấn đề đó nó gây nên những cái tình trạng rất là hỗn loạn sau khi mà cái cơn bão này nó xảy ra. À, chúng tôi sẽ cập nhật một vài thông tin à, liên quan đến cái thông tin bão này trong những cái show sắp tới, thưa quý vị. À, cũng trong cái phần tin Hoa Kỳ, ngày hôm cuối tuần vừa qua, ngày thứ Bảy, thưa quý vị, thì có một cái vụ là một cái bà mẹ, cái người mẹ này được xác định tên là uh, Tashae Chelsea Mills, năm nay 29 tuổi, là quý vị thấy ở trên cô, ở trên màn ảnh lắm. À, cô đang sinh sống tại tiểu bang Florida. Cái cô này đã bị cáo buộc là đã đá đạp và đẩy con gái của mình, cô bé chỉ mới một tuổi thôi ra khỏi xe ở một cái thị trấn đó là thị trấn Hiali vì cô bé vô tình làm đổ cái chai dầu gội đầu ở phía sau xe của cô thành ra mẹ cô đã tức giận và đánh đạp cô xong rồi đẩy cô ra mở cửa ra đẩy cô ra khỏi cái chiếc xe à, cái người phụ nữ này thưa quý vị theo sở cảnh sát ở Hiali thưa quý vị người ta đã nói rằng là người phụ nữ này đi có một cái người phụ nữ ở cùng trên xe đi cùng với cô Miu ở thời điểm đó và cô ở trên xe cô cũng có chở một cái cậu con trai 10 tuổi nữa và khi mà mà đẩy con gái của mình ra đó thì cái người phụ nữ ngồi trên xe của cô đó sau khi mà bị cảnh sát người ta người ta điều tra đó thì người phụ nữ ngồi chung với cô đó đã khai rằng là con của cái cô miêu này bé tên là KCD à, chỉ mới có một tuổi mà thôi khi mà cô bé này đang chơi ở phía sau xe đó thì bị gọi là cái chai dầu dầu gội của mẹ của cô á mới vừa mua thì bị xúc cái nắp ra nó bị đổ ra phía sau xe thì cái cô này không biết cổ giận vì cái xe dơ hay là tiếc gì đó thì không biết thì lại quay ra đánh tới tấp vào cái con của mình rồi khi đó thì uh, khi mà đánh cô bé Cassidy rồi đánh xong rồi thì cô bé phải khóc thưa quý vị chỉ mới một tuổi thôi mà uh, và trong lúc mà bị đánh đó, thì người uh, người mẹ này tiếp tục thấy con mình khóc thì giận hơn nữa rồi đã mở cái cửa sau bên ghế phụ của xe và từ bên trong xe đó người mẹ này lấy tay đẩy đứa con gái mình văng ra khỏi ngoài đường luôn uh, trong toàn bộ cái cảnh gây sốc này đã được một cái cái camera của một cái chiếc xe ở phía sau người ta chứng kiến và người ta quay lại hết cái camera ring thì khi ngay lập tức mà thấy đứa bé bị đẩy ra khỏi xe đó người mẹ này đã phóng xe đi luôn đẩy đứa bé ở ngoài đường một mình như vậy thì cái cặp một cái cặp đã tấp xe vào lề đường thì khi đó cái cô này cũng mới uh, cũng mới mở cửa xe cô đi xuống thì cái bạn trai của cô đó vẫn còn ở trên xe thì cô mới đi xuống cô xem đứa bé có, có ổn không và ôm đứa bé vào trong lòng rồi chạy vào trong hai người tìm khăn tìm đồ để mà lâu cho đứa bé rồi xem có bé có bị vết thương gì không thì trong khi á, cái cô này của đang chăm sóc cho đứa bé mà bị mẹ mình đẩy ra khỏi xe đó thì người đàn ông lại thấy cái cô mẹ đó cái người mẹ phụ nữ đó người phụ nữ đó quay đầu xe trở lại hiện trường và yêu cầu là cái cặp này phải trả đứa con cho cô thì cái người mẹ này hùng hổ trong khi hai người này nói là sẽ không đưa lại em bé cho mẹ đâu vì cái hành động của cô quá tàn nhẫn đi hai người này không chấp nhận đưa lại cái bé gái lại cho mẹ nó à, thành ra cái cô Bill này cô mới tức giận của giật đứa bé ở trên tay của hai người này rồi thảy đứa bé lên trên xe rồi phóng xe à, phóng xe đi mất tiêu luôn thì người đàn ông và bạn gái của cô ông đó, thì hai người này đã báo cho cảnh sát ở ở địa phương gần đó rồi cảnh sát người ta tới thì cung cấp những cái mô tả rồi hai vợ chồng này cũng có chụp được một cái hình của cái bản số xe rồi đưa cái camera mà ở trước phía trước cái đầu cái dashcam của cái xe đó để cho cảnh sát người ta điều tra. Thì khi cảnh sát người ta tìm được cái danh tính của người phụ nữ này rồi thì mới gọi điện thoại liên lạc với cô nó là thôi cô đem con mình đến cái bệnh viện gần nhất đi tại vì nghe người ta nói là bé đang bị chảy máu ở đầu rất là nhiều, chảy máu rất là nhiều, thành ra là đem tới để xem coi bé có bị gì không. Thì lúc đó người mẹ mới hứa rằng à, tôi sẽ đưa con gái của tôi đến cái trung tâm y tế Jackson North ở North Miami Beach. Nhưng khi mà cảnh sát người ta nhận được thông tin người ta đến đó để người ta tìm, người ta điều tra thì lại không có một cái bệnh nhân nào. Rồi gọi điện thoại dòng dòng ở những cái bệnh viện gần đó thì người ta cũng không thấy một cái cái gọi là cái hồ sơ nhập viện của một cái bệnh nhân nhi nào cả vào trong những cái bệnh viện ở khu vực gần đó. Riêng cái người phụ nữ ở trong xe thú vị nhờ báo cáo của cảnh sát người ta đưa lên đó, thì người phụ nữ này mới tới trình báo với lại cảnh sát ở nơi đây ở Florida thì mới nói rằng là hiện nay thì bé gái đang ở trong cái căn hộ Opa của mẹ cô có có nghĩa là ở trong cái căn hộ của bà ngoại và hiện nay thì người mẹ và đứa con trai đó đi đi chỗ khác để đứa con gái ở lại cho bà ngoại chăm sóc sau khi mà đối chất thì cái cô này cũng, cũng cũng phủ nhận của nó là không phải tôi không có đấm đấm đạp gì con tôi đó ờ, tôi chỉ đẩy con tôi ra phía sau để cho mà nó 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 dọn dẹp cái 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 cái, cái chai dầu đồ gội mà nó làm đổ ra thôi nhưng mà vô tình cái cửa xe sau nó mở ra cô bé văng ra được nhưng mà thật sự là những cái camera quay lại tất cả mọi cái từ hành động rất là hung hăng của người mẹ này khi mà nói chuyện với hai người đã cứu con mình rồi xong rồi cô lại cái lúc này là cô giật đứa bé ở trên tay và, và gọi là chống đối với lại hai cái người đã giúp con mình rồi quăng bé gái lên trên xe và bỏ trốn hiện nay thì cô phải đối mặt với lại uh, cái uh, buổi ra hầu tòa vào ngày 13 tháng 10 sắp tới và nộp tiền bảo lãnh tại ngoại là 7.500 Mỹ Kim trong khi đó thì quay lại với những cái bản tin có liên quan tới hồi sáng này Lê Thái nói là động đất thưa quý vị Các nhà khoa học họ đã gồm có 68 nhà khoa học trên thế giới nha Thì họ nhận thấy là cái sự rung chuyển của trái đất Ở nhiều nơi nó đang có những cái vụ gọi là rung chuyển Nó xảy ra nhiều cái như là động đất nè Bão lụt nè Rồi nước dân nè Nhiều thì họ đang tìm ra coi tại sao trên thế giới lại xảy ra nhiều cái việc đó cùng một lúc như vậy thì họ phát hiện ra là khoảng 650 tấn tảng băng ở Bắc Cực ở cái vùng Greenland nó vừa mới bị tan ra rồi mà khi mà nó 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 sụp xuống như vậy đó thì nó làm cho trái đất nó rung chuyển và nó thật Lê Thái nghĩ rằng là 650 tấn tảng băng như vậy mà nó bị sụp xuống tại vì cái khí hậu nó ấm lên làm cho cái tảng băng này nó không có giữ vững được mà nó tan tan ra và nó bị nó làm sụp xuống thì từ đó nó xảy ra những cái vụ khác liên quan tới những cái vấn đề như là động đất nè, à, người ta thấy rằng là trong 9 ngày sau khi mà tảng băng này nó sụp xuống mà nó, nó bắt đầu nó tan ra đó thì mực nước biển dâng lên là khoảng 2.2 mm. 2.2 mm đồng thời nó xảy ra những cái rung chuyển trên mặt đất và nó làm cho nhiều nơi nó có những cái hậu quả của cái việc mà tảng băng nó tan ra. Người ta nói rằng là tính từ năm 2019 trở đi đó thì cái tảng băng này nó mất đi khoảng 6 tấn mỗi năm. Nhưng mà đung một cái trong cái cuối tháng 9 vừa qua thì một cái khối lượng lớn là 650 tấn nó tan ra một cái thì làm cho mọi thứ nó nó nó, nó thay đổi. Cho nên ngày hôm qua đó thì có một cái bản tin cho biết rằng là ở bên châu Âu Ba Lan là Slovakia là vân vân đang xảy ra tình trạng bão lụt mà cũng y như Việt Nam vậy hình cho thấy rằng là những cái nơi nhà này nó bị lụt rồi nó bị nước dâng lên trên bờ sông vân vân đó nó xảy ra nhiều cái thiên tai trên thế giới bắt nguồn từ cái vùng Greenland Bắc Cực khi những tảng băng này tan ra chúng tôi sẽ quay lại sau một cái phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng ngày hôm nay